nay, TT đã bắt gặp rất là nhiều những nụ cười thật là tươi vui, thật là rạng rỡ của quý vị, làm cho bao nhiêu mệt nhọc của một tuần làm việc dường như đã yếm tan. Và điều đó làm cho TT liên tưởng đến một câu nói chứa danh của người phụ nữ Mỹ Peace Pilgrim là: cuộc đời như một tấm gương soi vậy đó, mà khi bạn mỉm cười với nó thì nó sẽ mỉm cười với bạn. Thưa quý vị, ấy vậy mà bên cạnh chúng ta biết bao nhiêu là con người không mỉm nổi một nụ cười với cuộc đời. Đó chính là những mảnh đời của các em bé thơ, của những người già với những vấn đề sức khỏe, với những dị tật bẩm sinh, và những mảnh đời với hoàn cảnh khó khăn nghèo nàn tại những vùng xa xôi hẻo lánh tại Việt Nam. Chính vì vậy, hôm nay trong ý nghĩa đó thì Hội Nha Sĩ của vùng San Diego chúng ta đã tổ chức buổi gala hôm nay, để với hy vọng rằng những nụ cười nồng ấm của quý vị sẽ cộng với sự nhiệt tâm của các thiện nguyện viên trong hội Sáp VN và những bàn tay khối óc chuyên môn của các vị y sĩ sẽ đem về những tia hy vọng và những niềm vui cho các em tại Việt Nam. Thưa quý vị, buổi tiệc gala Cho Em Nụ Cười xin được bắt đầu. Please welcome the President of San Diego Vietnamese Dental Association, Dr. Michael Ho, comes up with his fist. We have a big applause for him. Good evening, ladies and gentlemen. San Diego Vietnamese Dental Association was recently reestablished in September 2016. Our goal is to unite the Vietnamese dental community in San Diego to support one another to promote our heritage and culture while providing healthier smile for the well-being of the people in our community. This year, a group of 16 Vietnamese volunteers from San Diego, including many physicians and dentists, will take part in the humanitarian mission in Vietnam. The Vietnamese Dental Association has taken this opportunity to organize this evening concert, Cho Em Nụ Cười, to raise the awareness and to gather support for this mission. On behalf of the SDVDA and the SAPVN, we would like to thank everyone for your support, your generosity, and your presence here tonight to help us in this meaningful cause and enjoy tonight. Thank you. Thank you, Doctor. And please welcome Ms. Chi Lan, is a member of SAPVN. Xin mời quý vị hãy đón chào chị Chi Lan, là hội viên trong hội SAPVN. Xin mời chị Chi Lan. Xin kính chào tất cả quý vị. Thay mặt hội đồng quản trị của hội từ thiện SAPVN, chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tham dự buổi giao lưu hôm nay, và tôi xin có vài lời giới thiệu về hội SAPVN. SAPVN là tên tắt của Social Assistance Program for Vietnam. Chúng tôi là một hội từ thiện, 501c non-profit organizations, thành lập từ tháng 5 năm 1992 tại Garden Grove. Chủ trương của SAPVN chúng tôi là giúp đỡ những người nghèo và kém may mắn ở Việt Nam, nhất là người già và trẻ em, và nhất là các trẻ em khuyết tật. Please put your hands together for the president of AHAC Foundation, Dr. Bruce Johnson. Well, I want to thank Mimi, Dr. Mimi, for an opportunity to give you folks a little bit of background on the type of work that this mission is embarking on, that the Dental Association, the San Diego Vietnamese Dental Association, has put together. Our organization, Americans Helping Asian Children, or AHAC for short, has been doing team trips to Vietnam for over 25 years. We've been doing trips to place hearing aids in thousands of children, children who have limited or zero access to education, limited or zero access to education, schools,
being built where there were no schools before. And during all these years, we've had a lot of access to thousands of children, mostly in the rural areas. The SCPVN's yearly free mobile health care project started in 1994. Since then, it has provided health and dental care to many poor villagers in Vietnam. The team members and locations of work vary each year as the team travels to different villages in southern and central Vietnam per assignment. As all traveling and living expenses are self-paid by the volunteers to ensure that all your donations will go toward the cause. Thus far, we have treated 36,900 medical patients, 10,300 dental patients, and 13,500 ophthalmic patients. We have also distributed more than 111,800 prescription medications. Our orthopedic surgery program started in 1993, also known as Chance to Walk. This program provides a corrective surgery to impoverished children in Vietnam. In 2012, as of now, we have sponsored 5 heart surgeries for needy children. Cataracts is one of the most common causes of blindness that affect many elderly people in Vietnam. It can be safely treated with surgery to restore sight and to improve the quality of life for those who suffer from this condition. For many elderly people in Vietnam cannot afford the cost of cataract surgery, which averages about $50, and therefore suffer from loss of sight as a consequence. SAP Vietnam began the cataract surgery program in 2005, and currently we have sponsored 12,414 patients and have given them the precious gift of sight. All right, we'll take it. Please come and put it up in our boxes. We're going to be doing one basket draw. Okay, one basket. Yes, another set. Okay, let me see what's in here. We have a massage envy. We have iTunes gift card. We have Visa gift card. We have Home American Kitchen gift card. I'm going to count back, okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bỏ estrogen ra mà count cái kiểu này chắc chết cái ra luôn. Cái jump off rate này không có. 3, 2, please come to the stage. Okay, ready? Drum roll, please. And the winner is 5407917. 7917. 5407917. Ladies and gentlemen, we have a winner. $400, ladies and gentlemen. How about $350? That's a discount. Anybody want in at $350? I'm looking for a $350 bidder to get up on stage and sing tonight, ladies and gentlemen. I'm looking for a $350 bidder. Got a lot of excitement going on, but no bids. I'm looking for a $350. I'm looking for a $350 bidder, ladies and gentlemen. $350. It looks close, but I'm gonna take it. Your cousin with is donating $350. $350 to make it a $400 bid. I got a $350 bid. Now I'm gonna go with $400. $400 going twice. And so. Gentlemen.
Quên đôi, quên đôi,
kisses that may be on the floor, dear, but my heart will see only you. Yeah.